Còn tại tỉnh Hà Giang thì trên tuyến quốc lộ 4C đoạn qua xã Bả Vi, huyện Mèo Vạc đã xảy ra hiện tượng sạt lở. Tại huyện Mèo Vạc, khối lượng lớn đất đá sạt xuống đoạn đường dài khoảng 20 mét. Vụ sạt lở không gây thiệt hại về người nhưng đã làm ách tắc trên tuyến đường này. Các lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời đảm bảo an toàn giao thông, đồng thời hốt dọn đất đá sạt xuống. Đến 10 giờ sáng qua xe cộ đã có thể lưu thông qua đoạn đường này. Còn tại huyện Đồng Văn, mưa lớn kéo dài những ngày qua cũng khiến nhiều tuyến đường tại huyện Đồng Văn bị hư hỏng, gây tắc nghẽn giao thông như tuyến đường từ thôn Xì sì Phài đi cửa khẩu Sampun đã bị sạt lở đất đá ta luy dương tại 6 điểm. Tổng khối lượng khoảng 2.000 mét khối và tuyến đường từ xã Sảng Tùng đi xã Hố Quáng Phìn bị sạt lở với chiều dài 8 mét hiện huyện đồng văn đang huy động máy móc nhân lực thu dọn đất đá để thông xe các tuyến đường